Sao neutron làm lung lay hiểu biết về hố đen vũ trụ? Cơ chế hình thành hố đen. Sự hợp nhất một ngôi sao neutron mới quan sát được đã đặt ra nghi ngờ về cơ chế hình thành hố đen được biết đến từ trước đến nay. Các nhà thiên văn học ở Anh đã phát hiện ra ngôi sao neutron siêu khối lượng phát ra bức xạ quá lâu trước khi sụp đổ thành một hố đen. Diễn biến này đặt ra sự nghi ngờ đối với một số giả thiết về hiện tượng khoa học này. Quan sát được công bố hôm 11 tháng 11. Ngôi sao neutron siêu khối lượng. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Bath ở Somerset đã quan sát thấy một sao đôi hợp nhất và tạo ra một ngôi sao neutron siêu khối lượng, phát ra tia gamma trong hơn một ngày trước khi nó sụp đổ thành một hố đen. Hố đen được đặt tên là GRB180618A, cách chúng ta khoảng 10,6 tỷ năm ánh sáng và được đài quan sát New Geo Sweep của NASA bắt gặp trên quỹ đạo. Sau đó, một đài quan sát robot ở quần đảo Canary đã phóng to hậu quả. Tuổi thọ cao bí ẩn. Tiến sĩ Nuria Jordana-Mitzen, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết một ngôi sao neutron khổng lồ thường được cho là không thể tồn tại với tuổi thọ cao như vậy. Đây là một bí ẩn. Tiến sĩ Jordana-Mitzen và các đồng nghiệp của bà giải thích trong nghiên cứu trên tạp chí Vật lý Thiên văn, các đặc tính thời gian và quang phổ bất thường của vật thể như là bằng chứng về một ngôi sao neutron quay từ hóa cao. Họ cho biết, khám phá này mở ra một kỷ nguyên mới cho việc tìm kiếm các đối tác của sóng hấp dẫn với các cuộc khảo sát nhịp độ nhanh. Áp suất suy biến neutron. Sao neutron được cho là lõi thu gọn của các siêu khổng lồ, được tạo ra bởi các vụ nổ siêu tân tinh, với bán kính khoảng 10 km và khối lượng bằng 1,4 mặt trời. Chúng được giữ lại với nhau bởi một hiện tượng gọi là áp suất suy biến neutron và sụp đổ nếu khối lượng của chúng vượt quá một giới hạn nhất định. Giáo sư Carol Mandel, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, chúng là những vật thể kỳ lạ kỳ lạ. Đây là cái nhìn trực tiếp đầu tiên mà chúng ta có thể có về một ngôi sao neutron siêu khối lượng trong tự nhiên. Những vụ nổ tốn nhiều năng lượng nhất. Các vụ nổ tia gamma kéo theo sự sụp đổ của các ngôi sao neutron là những sự kiện tốn nhiều năng lượng nhất trong vũ trụ kể từ vụ nổ Big Bang. Chúng được cho là có nguồn gốc từ các cực của hố đen mới hình thành, nhưng các quan sát mới cho thấy chúng phát ra từ chính ngôi sao neutron. Nếu bạn thích video này, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.